Kinh ngạc, tiên tri chính xác 100%, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ nay tới Tết 2024, vận đỏ hơn son, đến tiền ầm ầm. Quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, đời người lắm lúc chỉ cần một năm thịnh vượng là đủ, làm nên cho cả thập kỷ thăng hoa. Có một khoảnh khắc trong năm 2023 này, có thể cho họ cơ hội như thế, từ nay tới Tết 2024 là một thời điểm rực rỡ và nhiều niềm vui, là thời điểm trời cho cô bác bay, thời thế cho cô bác chạy. Chạy được bao xa, bay được bao nhiêu, còn tùy thuộc vào nội lực của chính cô bác, nhưng mà khi vận may đã mở cửa thì ắt hẳn may mắn sẽ đủ đầy. Tuổi Ất Tỵ nắm bắt đại vận này, chắc chắn một bước lên mây, giàu sang chạm nóc, đếm tiền mỏi tay, cuộc sống hiển vinh. Muốn biết cụ thể như thế nào, hãy cùng Minh Đường Tử Vi lắng nghe luận giải chi tiết từ các cao nhân dưới video sau nhé. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ kính mến, cuộc sống bon chen khiến có lúc 1965 quên mất rằng ta từng có cái suy nghĩ bản thân ta là vô cùng đặc biệt, là cá thể độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, là duy nhất, là không có bản sao thứ hai. Ta được sinh ra với những hạt mầm thiên phú, tiềm ẩn những năng lực riêng biệt với căn duyên của chính mình. Ta từng tự tin và ta từng xông xáo, ta từng khao khát, rồi ủ rột nhạt nhòa chẳng hăng say nếu đến chính bản thân mình. Còn không tin mình thì ai sẽ tin được 1965 nữa đây? Nếu chính bản thân còn không có động lực, ai sẽ thổi lửa cho những dự định của 1965 đang cận kề? Hãy học cách lờ đi ý kiến của số đông, lờ đi những thị phi hay dăm ba câu chuyện bàn tán sau lưng của họ. Ý kiến của số đông, họ không trả tiền ăn cho cô bác, không trả sinh hoạt phí cho cô bác, không trả tiền thuê nhà cho cô bác, cũng chẳng cho cuộc đời cô bác phát triển cùng đơm hoa. Vậy nên, việc ta làm, việc họ làm, miệng đời họ có quyền nói, tai ta có quyền bịt, dù có nghe được, thì tâm tưởng của ta có quyền lựa chọn. Chẳng bận lòng, cũng chẳng cần suy tư, tập trung vào dự định của chính mình và cuộc đời của chính mình, giải phóng bản thân khỏi sự kìm kẹp của số đông nhàn rỗi. Gầm vang trong nhiệt huyết, hóa hộ trong hành động, bùng nổ vạn giọt nỗ lực cho những mong mỏi của bản thân, còn đâu chẳng cần để ý. Quý cô bác Ất Tỵ kính mến, thời gian qua cô bác đã quá vất vả rồi, nếu hữu duyên nghe được những dòng bút này, xin phép được gửi tới quý cô bác một lời an ủi chân thành, mong cô bác luôn giữ sức khỏe. Trên dòng đời đầy khắc nghiệt ngoài kia, dẫu có chuyện gì thì hãy tích cực lạc quan cô bác nhé, vẫn còn Minh Đường Tử Vi ở đây lắng nghe và giúp đỡ từng câu chuyện của cô bác. Tôi biết rằng bản thân sống phụ thuộc rất nhiều vào tình cảm, nhưng giờ Ất Tỵ chủ yếu chỉ quan tâm đến công việc, tiền tài mà thôi. Sự nghiệp thăng hoa thì cuộc đời rực rỡ, thiếu tiền thì mới sợ. Còn lại giá vì sự lạnh nhạt của nhân tình, thay vì trải qua nhiều rồi, đắng cay cũng nhiều rồi, nên giản đơn, có thì tốt, mà không có thì cứ kệ, cứ nhẹ nhàng nhìn vào sự nghiệp mà thôi. Lại cứ nhớ Ất Tỵ sẽ thành công, nhờ vào chữ tín, nhờ vào chất lượng, trách nhiệm, sự trọng lời hứa trong từng hành vi của bản thân họ, chứ không phải là kiểu nhanh mà đạt được. Thời gian là thứ Ất Tỵ cần trong cuộc hành trình, bỏ tâm, bỏ sức vào công việc để được sự khác biệt cho khách hàng. Đồng nghiệp nhận ra nên nếu cô bác chưa chứng tỏ được điều đó, hãy thong thả tiếp tục bề trí và kiên tâm không vội vàng, cứ nhẹ nhàng. Đất trời ắt không phụ người có tâm, nhân gian sẽ cho cô bác đạt được cái tầm, xứng đáng với những công sức nỗ lực mà cô bác đã gửi vào trong dòng đời. Có vậy thôi, Ất Tỵ của tôi ơi, vận thế chuyển rồi, Minh Đường Tử Vi đã luận giải bên dưới video này nhé. Xin mời quý cô bác cùng với Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết ngay sau đây. Đối với tuổi Ất Tỵ, nam mạng. Xem Tử Vi thấy rằng, Ất Tỵ nam mạng có cuộc đời suôn sẻ thuận lợi, cuộc sống được no đủ nhưng lại thường xuyên lo âu, bất an. Khi trẻ tuổi cũng phải trải qua nhiều gian truân, đến hậu vận mới được thảnh thơi dễ chịu. Những người này có số hưởng thọ từ 78 tuổi đến 85 tuổi, nếu sống hiền lương, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức thì tự khắc tuổi thọ được gia tăng. Gia đình êm ấm, thuận hòa, vui vẻ, không có lo âu phiền muộn, công danh lúc trẻ tuổi phải trải qua nhiều thăng trầm, khi lớn tuổi sẽ đạt được danh vọng và địa vị. Sự nghiệp có sự triển vọng lớn từ 30 tuổi trở đi, tiền tài luôn dư dả, rủng rỉnh, không phải chịu cảnh nghèo đói, túng quẫn. Tử vi giai đoạn 3 tháng cuối năm 2023 âm lịch, tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, sẽ là thời điểm mà các tinh hội tụ may mắn nhất trong năm 2023 này của quý cô bác đấy. Đối với nam mạng Ất Tỵ, từ nay tới Tết Giáp Thìn 2024, gia chủ được sao Thái Dương chiếu mệnh, nên đường công danh sự nghiệp phát triển tốt và có nhiều điểm sáng. Hơn nữa, ở độ tuổi này, nam Ất Tỵ đã có rất nhiều kinh nghiệm trên thương trường, phát huy tốt năng lực,
Trong năm có sao Tốt chiếu mệnh, Ất Tỵ Nam Mạng sẽ ghi nhận những thành quả trên cả tuyệt vời, công thành danh toại. Năm Ất Tỵ 3 tháng cuối năm 2023 có nhiều cơ hội gia tăng khoản thu nhập nhờ công việc việc gặp nhiều may mắn, thuận lợi. Hơn nữa người nam tuổi Tỵ là người giỏi giang. Trong quản lý chi tiêu, quý ông luôn để cho mình khoản tiền tiết kiệm lớn, phòng khi cần đến. Năm 2023 dự đoán sẽ là một năm sung túc, đủ đầy với nam mệnh. Tình cảm gia đình của người tuổi Ất Tỵ 1965 trong giai đoạn từ nay tới Tết 2024 được dự đoán khá tốt. Đôi khi có xảy ra chút mâu thuẫn, cãi vã, nhưng nếu biết nhường nhịn, hạ bớt cái tôi của mình, để trong ngoài gia đạo được êm ấm, đặc biệt là vợ chồng với nhau, nên đồng lòng, bàn bạc kỹ lưỡng với nhau trước khi làm bất cứ việc gì để tránh chuyện buồn vui không đáng. 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023, quý ông tuổi Ất Tỵ 1965 gặp hạn thiên la là một hạn về sức khỏe nên cần quan tâm, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Trong năm 2023, người sinh năm Ất Tỵ 1965 cần có một tinh thần tích cực để cuộc sống quý vị tránh được một số biến động nhỏ không mong muốn. Cần bình tĩnh và chăm lo sức khỏe tinh thần của bản thân nhiều hơn để không có ốm đau bệnh tật và chuyện phiền lòng. Trong năm Quý Mão 2023, tuổi Ất Tỵ 1965 không phạm thái tuế. Quý ông Ất Tỵ 1965 trong năm 2023 không phạm phải hạn tam tai. Trong năm 2023, người tuổi Ất Tỵ 1965 không phạm kim lâu. Năm 2023, Ất Tỵ 1965 nam mạng không phạm hoang ốc. Trong trường hợp của gia chủ Ất Tỵ, trong năm 2023, gia chủ không phạm tam tai, kim lâu, hoang ốc nên có thể tiến hành xây sửa nhà. Đối với nữ mạng Ất Tỵ 1965, theo lịch vạn niên, nữ tuổi Ất Tỵ 1965 vào 3 tháng cuối năm Quý Mão 2023, công việc làm ăn và kinh doanh mua bán trong năm nay khá bình hòa. Tiền bạc của quý bà có sự tích lũy đều đặn nhưng cũng phải chi tiêu kha khá. Theo thiên can thì Ất với quý là sinh nên khá tốt, có việc làm ăn ổn định, gặp nhiều cơ hội cũng như may mắn trong quá trình thực hiện. Xét theo thiên can và địa chi thì tuổi của nữ Ất Tỵ 1965 khá hợp với giai đoạn năm Quý Mão 2023, tình hình công việc ổn định, có bước phát triển dần dần, tạo ra sự đi lên về tài chính. Tuy nhiên, sao Thổ Tú chiếu mệnh nên có thể sẽ có vấn đề phải sử dụng tiền bạc để giải quyết, cho nên tiền tài là vừa đủ đối với những chi tiêu đó. Từ nay tới Tết năm 2024, tử vi của nữ Ất Tỵ 1965 gặp hạn Diêm Vương nên có thể gặp những sóng gió thị phi. Quý bà nên đề phòng trong công việc vì có thể sẽ có tiểu nhân phá hoại, khiến bản thân phải phiền não, suy tư nhiều. Tuy nhiên, cũng không nên quá căng thẳng và lo lắng, chỉ cần giữ một thái độ bình tĩnh và cân nhắc kỹ lưỡng thì mọi khó khăn sẽ sớm qua đi. Sức khỏe của quý bà sinh năm Ất Tỵ 1965 khá tốt, trong cuối năm 2023, một tinh thần thoải mái, ít lo âu muộn phiền, sẽ giúp người tuổi này có một thể chất tốt, ít đau ốm bệnh tật. Bên cạnh đó cần cẩn thận tránh các bệnh liên quan đến máu huyết và dạ dày. Nữ mệnh tuổi Ất Tỵ 1965 trong năm 2023 không phạm thái tuế. Quý bà Ất Tỵ 1965 trong năm Quý Mão 2023 không phạm phải hạn tam tai. Năm 2023, nữ tuổi Ất Tỵ 1965 không phạm kim lâu. Trong năm 2023, người tuổi Ất Tỵ 1965 không phạm hạn hoang ốc. Năm 2023, gia chủ tuổi Ất Tỵ 1965 không phạm tam tai, kim lâu, hoang ốc nên có thể tiến hành xây hoặc sửa nhà trong năm này. Thưa quý cô bác tuổi Ất Tỵ 1965 kính mến, sống tới từng này tuổi rồi nhưng quý cô bác đã thật sự hiểu về tính cách hay bản tính thật sự sâu bên trong con người mình chưa? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu về đặc trưng tính cách của mình nhé. Người tuổi Ất Tỵ có bề ngoài đầy cuốn hút và đạo mạo, họ là người khá thực tế và rất biết chi tiêu, thời gian của mình rất giá trị, không lãng phí, họ rất kín đáo, bình tĩnh và khá bí ẩn, có phán xét và đánh giá phân tích tốt, nên dựa vào những ưu điểm này, họ có thể dễ dàng lựa chọn sự nghiệp phù hợp với những sở trường của mình. Nam tuổi Ất Tỵ, bạn dễ dàng bắt gặp những người có diện mạo khá nho nhã và điềm tĩnh, từ tốn và có nét cuốn hút ngầm, tuy hơi rụt rè và hiền lành ở dáng vẻ bề ngoài. Nhưng họ có khả năng thuyết trình như một nhà triết học tài ba và thường bạn sẽ dễ bị cuốn hút bởi tài ăn nói của họ.
Họ thường có cặp mắt luôn ngầm sóng sánh làn Thu Ba, nho nhã và lãnh đạm. Tuy nhiên, có một số trường hợp họ không lạnh lùng mà mang trên mình một chút hài hước, năng động. Nữ tuổi Ất Tỵ, nữ giới tuổi Ất Tỵ vốn là một mỹ nữ, họ xinh đẹp, kiêu sa và có gương mặt bình thản an lành, luôn khiến người ta ngây ngất. Cô gái Ất Tỵ là người tự tin, ung dung và thong thả, họ thường có làn da đẹp, dù không chăm chút và giữ gìn. Nữ giới tuổi Ất Tỵ yêu thích thời trang, ăn mặc đúng mốt và sành điệu đúng cách. Cô ưa thích trang sức châu báu, rất tỉ mỉ khi lựa chọn trang phục cho bản thân. Trong 12 con giáp thì người tuổi Ất Tỵ có trí tuệ thông minh và khôn ngoan nhất. Hơn nữa họ có nét hấp dẫn và bí hiểm riêng. Họ là người rất thông thái và hiểu biết sâu sắc. Vì vậy, họ giỏi tư duy và thích khám phá những thứ phức tạp. Họ thích làm việc bằng trí óc, tổ chức, khám phá và sắp xếp, lên kế hoạch hơn là những công việc tay chân. Người tuổi Ất Tỵ thường hay suy nghĩ, họ dành thời gian ngẫm nghĩ rất lâu về mọi việc và đánh giá suy xét rất kỹ lưỡng. Tuy vậy họ không biến những thứ suy nghĩ đó thành muộn phiền và lo lắng cho những thứ chưa xảy ra, họ luôn muốn học hỏi và tìm tòi về mọi thứ. Điều họ quan tâm và yêu thích liên tục thay đổi, hết sức khó nắm bắt, kỹ năng giao tiếp của người tuổi Ất Tỵ rất tốt. Họ biết cách ứng biến và linh hoạt trong ngôn từ, giúp người đối diện cảm thấy thoải mái và thích thú. Họ không thích làm xáo trộn mọi thứ mà ưa yên bình. Họ thích giao tiếp và tìm ra những bí mật ở người đối diện, nhưng tuyệt nhiên không thích nói xấu hay bàn tán làm phí thời gian. Họ chỉ tập trung vào những ý tưởng mới, khác thường và những cuộc tranh luận thông minh. Tam hợp, nhị hợp của tuổi Ất Tỵ 1965 là những tuổi nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu nhé! Tuổi Tỵ nằm trong nhóm tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu hay tam hợp Kim Cục. Đây là nhóm tuổi của những người tri thức. Họ là những người có trí tưởng tượng cực kỳ phong phú và đa số họ đều nghĩ đến những điều xa vời, đôi khi sẽ có chút điên rồ, cá tính của họ mạnh mẽ, luôn có mục đích sống, họ tự thiết lập mục tiêu phấn đấu, làm việc chăm chỉ đến cùng và chuyện họ sẽ bỏ cuộc giữa chừng là điều không thể xảy ra. Nhị hợp của tuổi Tỵ là tuổi Thân, vì hỏa của tuổi Tỵ sinh ra kim của tuổi Thân và ngược lại, khi người tuổi Tỵ và tuổi Thân hợp tác làm ăn cùng nhau thì họ sẽ gặp được nhiều vận may, dễ dàng sinh lời, con đường tiền tài mở rộng. Nếu hai con giáp này nên duyên trăm năm với nhau, thì của cải tích lũy sẽ nhiều vô số. Trong 3 tháng cuối năm 2023, tuổi Ất Tỵ 1965 gồm có 1 tháng bình ổn, 2 tháng may mắn phát tài nhất là tháng cuối cùng của năm 2023. Tử vi tháng 10 âm 2023. Tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch, Ất Tỵ cần nỗ lực nhiều hơn mới đạt được kết quả như ý. Trong tháng Quý Hợi, những người tuổi Ất Tỵ đương đầu với cục diện tương xung thái tuế, nên vận khí giảm mạnh, gặp nhiều trở ngại, khó được yên ổn. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Công việc liên tục xảy ra những trục trặc không tên, áp lực tinh thần cũng ngày một lớn, có những việc tưởng chừng sắp hoàn thiện đến nơi. Đến giai đoạn cuối cùng, lại gặp trắc trở, buộc phải dừng lại vì lý do khách quan nào đó. Nếu không giữ được sự bình tĩnh để nhìn nhận vấn đề vào lúc này, bạn sẽ càng gây ra sai lầm nghiêm trọng hơn, khiến sự tín nhiệm của cấp trên vơi đi ít nhiều, cạnh tranh cũng tăng lên, điềm báo tiểu nhân đeo bám khá rõ. Tuy nhiên, tín hiệu đáng mừng là nhờ Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng hỗ trợ, nên bạn chỉ cần kiên trì theo đuổi mục tiêu tới cùng, sẽ gặt hái kết quả như ý. Tháng mới này, hung tinh hoành hành tài lộc của tuổi Ất Tỵ giảm sút khá nhanh, khó tránh khỏi tình trạng hao tài tốn của, tiền vào tay rồi lại đi ngay. Khó mà tích lũy được, đầu tư tại thời điểm này không phải là quyết định khôn ngoan, cần lượng sức mà rút lui nếu đang có dự án dang dở. Vận trình tình cảm ngày càng rối ren, phức tạp hơn, người đến kẻ đi nhanh chóng, chưa kịp định hình đó là mối quan hệ gì, thì mọi thứ đã rẽ sang hướng mới, vượt tầm kiểm soát của con giáp này, có điểm báo chia ly rạn nứt về tình cảm. Trong tháng bạn nên có công tác chuẩn bị, tinh thần áp lực và căng thẳng, khiến sức khỏe của con giáp này đi xuống. Những vấn đề tâm lý gây ra những triệu chứng khó chịu như mất ngủ, ăn uống khó tiêu, bị đau dạ dày. Những người tuổi Ất Tỵ nên dành thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, hãy tìm cách cân bằng được thời gian làm việc và nghỉ ngơi, có như vậy, sức khỏe mới được đảm bảo. Tử vi tháng 11 năm 2023. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, thiếu nhiệt tình nhưng nhiều lộc nên tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tháng 11 năm 2023 âm lịch, Nguyệt Lệnh Lâm Bệnh nên con giáp tuổi Ất Tỵ tháng mới có cảm giác thiếu tinh thần, thiếu sự nhiệt tình trong nhiều việc. Nhiều lúc bạn lười tới mức không muốn nghĩ, không muốn chạm tay vào bất cứ việc gì cả. Có nhiều nguyên nhân mang tới khó khăn cho công việc kinh doanh của tuổi Ất Tỵ, chẳng hạn khách hàng khó tính,
nhân viên bất mãn hay doanh số giảm sút, đó có thể là một phần nguyên nhân khiến bạn không muốn tiếp tục chăm chỉ nữa. Thậm chí xảy ra mâu thuẫn trong công việc, bạn cũng chẳng buồn tranh cãi hay có động thái gì rõ rệt. Có thể thấy, bạn cần chút thời gian để tìm lại sự cân bằng cho mình trước khi muốn làm bất cứ việc gì. Trong giai đoạn này, may mắn là có tử vi trợ mệnh nên vận tài lộc của con giáp tuổi Ất Tỵ tháng này cũng vẫn rực rỡ. Người ta cho rằng bạn lười mà vẫn có tiền là do gặp may, nhưng ít ai biết rằng trong quá khứ bạn đã vất vả cực nhọc thế nào để có được vị trí hiện tại. Bên cạnh đó, lại có thực thần nâng đỡ nên bán mệnh được những người thân, bạn bè xung quanh mình động viên nhiệt tình, rồi bạn sẽ sớm lấy lại được tinh thần, động lực để quay lại theo đuổi mục tiêu, đam mê của mình trong thời gian tới. Chỉ là bạn đang cần một quãng nghỉ để cần thiết tái tạo lại sức lao động mà thôi. Tử vi sự nghiệp. Xem tử vi tháng 11 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, việc xảy ra như thế nào, bạn cũng không thực lòng quan tâm lắm. Sự nhàm chán là nguyên nhân chính khiến con giáp tuổi Ất Tỵ thiếu động lực trong công việc tháng mới này. Mệnh có bệnh, nói bạn càng không thích hoạt động, không thích nơi đông người, chỉ muốn được ở một mình. Điều này xảy ra hoàn toàn dễ hiểu. Bạn chẳng phải là cái máy để làm việc không ngờ nghỉ. Thời gian trước bạn dùng quá nhiều tâm sức nên giờ đây có cảm giác cạn kiệt năng lượng mà thôi. Do đó, bạn nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì mức năng lượng vừa phải trải dài các ngày trong tuần. Không quên thích hợp việc có thời gian nghỉ ngơi, tránh bị làm việc quá sức gây ra tình trạng chán nản như hiện tại. Hơn nữa, chỉ có bạn tự tìm ra tình yêu trong công việc cho mình mà thôi, không thể nhờ tới những động lực bên ngoài mãi được. Hãy nhớ tiếp cận chúng một cách lạc quan và dùng trực giác của mình để làm nên sự khác biệt. Một ý tưởng tuyệt vời sẽ đến và mang lại tác động rất lớn tới tinh thần của bạn. Tử vi tài lộc. Điểm sáng của tuổi Ất Tỵ tháng này đó là tình hình tài chính khởi sắc, thậm chí bạn nhận được thành quả tốt từ việc làm ăn, đầu tư trước đây, nhìn chung bản mệnh không gặp khó khăn về tiền bạc. Lục bạch nhập cung chính bắc, nhờ sự linh hoạt và dày bén của mình, mệnh chủ nhanh tay nắm bắt được cơ hội phá tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi có tiền trong tay, đừng dùng nó để xoa chịu những tổn thương về tinh thần của mình, vì sau đó bạn vừa hết tiền, vừa cảm thấy buồn bực hơn mà thôi. Thực ra, thành quả bạn nhận được là nhờ vào những nỗ lực trong quá khứ, bạn đã rất vất vả không quản ngại khó khăn, để xây dựng nền móng về tiền bạc, chăm chỉ kinh doanh, để lúc này nó mang về trái ngọt cho bạn. Tử vi tình duyên, ngũ hành xung khắc xuất hiện trong tháng này cũng là một trong những tác nhân khiến người tuổi Ất Tỵ dễ nóng nảy với một nửa của mình hơn, thậm chí hay giận hờn khi thấy đối phương không đủ quan tâm tới mình. Thời gian này, bản mệnh dễ cảm thấy khó chịu vì những điều hết sức nhỏ nhặt. Thật ra điều này xuất phát từ cảm giác không tự tin, thiếu an toàn của bạn mà thôi, đôi khi lỗi lầm không nằm ở người ấy. Ngoài ra bản mệnh cũng hãy cố gắng gạt bỏ thói quen tranh cãi với người thân vì những chuyện không đáng, khiến phần làm cho mọi việc trở nên phức tạp hơn. Tử vi sức khỏe. Tháng 11 năm 2023 âm lịch, nguyệt lệnh bệnh chủ về bệnh tật nên có thể thấy sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ tháng này không được tốt, bạn cần phải dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu có bệnh cũng không lắm, dù vậy bạn không nên chủ quan, nên tập trung chữa bệnh cho dứt điểm, không để tình trạng này kéo dài. Về mặt tướng mạo, sắc diện, da rẻ không hồng hào, bị xanh xao vàng vọt, đây là thời điểm tuyệt vời để bạn đi nghỉ, hoặc tranh thủ thời gian xả hơi một chút, nếu cần hãy đi spa, du lịch ngắn ngày, để nạp lại năng lượng, đem lại sự cân bằng. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn hơn, thì bạn có ý thức rõ ràng trước những gì mình cần phải thực hiện trong những ngày sắp tới. Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2023. Tử vi tháng 12 năm 2023 âm lịch, khai thông được bế tắc, quý nhân luôn đồng hành. Người tuổi Ất Tỵ trong tháng 12 năm 2023 âm lịch có nhiều khởi sắc đáng kể, đón nhiều niềm vui tốt lành và dễ gặt hái được thành công nhờ có tam hợp giúp đỡ. Những khó khăn và bế tắc trước đó cũng dần được khai thông, con giáp này được quý nhân ở bên trợ giúp nên cũng không còn nhiều điều phải lo ngại như trước. Thêm vào đó, sự quyết đoán không do dự sẽ giúp những chú rắn rất nhiều để có thể giải quyết những vấn đề còn tồn đọng. Không khí hân hoan đón Tết cũng giúp bản mệnh có tinh thần làm việc khang say, khả năng sáng tạo được khai thác và phát huy mạnh mẽ. Về tài lộc, con giáp này cần chuẩn bị tinh thần để đón tài lộc đang chuẩn bị ùn ùn kéo về nhà. Tài chính của bạn trong tháng chập khá lý tưởng và có nguồn thu từ nhiều nguồn, có thể từ công việc chính, cũng có thể từ nghề tay trái. Nói chung, không cần lo lắng về chuyện tiền bạc, có thể thoải mái sắm sửa cho Tết. Đường tình duyên của tuổi này cũng thuận lợi hơn trước. Người độc thân có khả năng gặp gỡ và làm quen với người tâm đầu ý hợp,
tình cảm phát triển nhanh chóng. Các cặp đôi vì bận rộn với công việc cuối năm nên ít có thời gian dành cho nhau, vợ chồng dễ nảy sinh mâu thuẫn lặt vặt, sau mọi chuyện sẽ sớm được hóa giải, trả lại sự yên bình cho gia đình. Sức khỏe của tuổi Ất Tỵ trong tháng này nhìn chung ổn định, không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên, bản mệnh vẫn nên để ý tới vấn đề ăn uống, đi lại. Đừng để gần Tết rồi còn gặp sự cố hay thương tật, trong tháng tiệc tùng, ăn uống liên miên nên cần kiểm soát để chức năng tiêu hóa tránh bị quá tải. Thưa quý vị, lời Phật dạy về nghiệp quả, nỗi đau của kiếp này là nghiệp của kiếp trước. Lời Phật dạy về nghiệp quả cho rằng, nghiệp là kết quả của đau khổ và hạnh phúc là do nghiệp xấu hoặc tốt gây ra, thành quả của kiếp này đến từ nghiệp tốt của kiếp trước. Quả đắng của kiếp này là do nghiệp xấu của kiếp quá khứ, quả báo từ nghiệp báo, đây là quy luật tự nhiên, gọi là nghiệp báo, quả báo. Nghiệp quả, hiểu thêm một cách đơn giản, thì nghiệp quả là kết quả mà ta nhận được khi ta làm một điều gì đó. Ngoài ra, nghiệp và quả có mối quan hệ mật thiết với nhau, nghiệp là nhân, quả là phần thưởng và nhân quả là vòng tuần hoàn liên tục, không ngừng. Đối với người tu theo đạo Phật, tin vào quả báo của nghiệp là điều vô cùng quan trọng. Tại sao vô minh và phiền não làm cho chúng ta phải lang thang giữa sự sống và cái chết? Tại sao nghiệp xấu lại khiến cuộc đời cảm thấy cay đắng? Đó là luật nhân quả chi phối. Chỉ khi tin chắc rằng nghiệp quả là có thật thì con người chúng ta mới có thể tự ý thức được việc ngăn ác làm lành, thực sự chịu trách nhiệm về cuộc đời của chính mình. Mọi người đều quan tâm đến tương lai của chính mình, tại sao họ vẫn cư xử thiếu trách nhiệm? Nguyên nhân là do họ chưa bao giờ tin vào hậu quả của nghiệp báo, nên nảy sinh tâm lý phó mặc, nghĩ rằng mình sẽ là người may mắn thoát khỏi hình phạt của nghiệp quả. Theo thời gian, sự tôn kính đối với luật nhân quả mất dần. Nếu chúng ta chú ý, chúng ta sẽ tìm thấy những trường hợp có thật về luật nhân quả trong cuộc sống, nhưng rồi sẽ quên lãng theo thời gian. Chúng ta thường thấy có một số người bề ngoài có vẻ thích nghe lời Phật dạy, rồi tin vào nhân quả, nhưng vẫn làm những việc xấu xa, mồm niệm Phật, nhưng bụng một bồ dao găm. Cái gọi là niềm tin này chỉ là một thứ trang trí sai lầm giả tạo, cho bề ngoài đáng sợ, nó cũng cho thấy sự thiếu hiểu biết về nghiệp quả của họ là vô cùng hời hợt. Nhân quả của đạo Phật là thuyết tam giới, nó không chỉ chạy qua đời sống hiện tại của chúng ta, mà còn chạy qua quá khứ và tương lai. Từ kiếp này sang kiếp khác, tất cả những gì chúng ta có thể thấy là một phần rất nhỏ của nó, nhưng đừng vì vậy mà xem nhẹ. Quý vị thân mến, trong cuộc sống ngày nay, nhiều người thường nghĩ rằng sự phát triển chính là vươn cao, vươn xa, nhưng thật ra bản chất chính là hấp thụ mọi tinh hoa, rồi bồi về gốc rễ, ta bồi về cho nhân tâm ta bồi về cho gia tộc ta, cho dân tộc ta, vậy nên ta hòa hợp với người, ta hòa hợp với đại tự nhiên, ta hòa hợp với thiên địa quỷ thần. Những người tu luyện được giáo lý trên, rồi đem nó giá hóa cho con cháu, ắt hẳn phước báu sẽ hiện tiền, đời sau bao đời con cháu hưng vượng. Vâng, vừa rồi Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, từ nay đến Tết âm lịch 2024. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ, sẽ giúp cho quý cô bác có cái nhìn tổng quan, xác định hướng đi đúng đắn và xây dựng được kế hoạch cho mình trong thời gian tới. Vận xấu nào cũng có thể tiêu tan, xui xẻo nào cũng có thể phòng tránh và may mắn nào cũng có thể nắm bắt. Còn bây giờ thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.